Đây à? Chơi còn phát tất cả ăn hết rượu. Làm hai con rô phi thôi, một con chim trắng ăn ngấy lắm. Chim trắng đấy chỉ có nấu, à quên đấy, sốt, sốt cà chua thôi. Con chim trắng này thì được 2 cân. Con phải đủ 3-4 cân. Trong chim trắng ăn thì nó đã ấy rồi. Nó đã, cá nó đã rắn thịt. Nhưng mà cá đấy, cá tự nhiên thì quá... Bây giờ ở chợ rất ít cá chim trắng nhá. Đầy anh ơi, chim trắng 3-4 cân đầy. À đấy. 30.000 cân, 25-30.000 một cân. Ủa thế thôi à? Thế thôi. Sao anh thấy nghe nó... Bây giờ được con nheo được 4 cân nhỉ? Yeah. Vừa nãy câu được con nheo nhìn hơi nheo nhỏ. Nheo lai. Bởi nheo lai. Nheo lai mà nhỏ thì không vị. Nheo ta kể cả 7-8 lạng ăn đã ngon. Hai quân buộc vào cái cặp. Cái giống này nó con này nha. Không, con đấy bé. Hai quân câu làm gì nữa hai quân. Còn tí mồi này. Ấy, con đấy được đấy. To mà con đấy to mà. Bắt được đã, con đấy bắt được đã. Đấy, bắt được, con đấy bắt được. Nó khó gỡ không ạ? Tóm được cái mồm đấy phát rất phát ra hơn. Thay luôn cả cái khăn luôn. Sợ thì chưa đập được. Cái loại mà những con đấy là không bao giờ con to được. Nó nóng này nó ít mà ru nó nhỏ. Nhìn càng dịt nó càng mắc vào lá. Mì que à? Trung Hiền này béo phết. Béo. Nha. Béo. Tinh học thì không không béo. Không béo. Vợ kè kè béo làm sao? Bác vẫn ăn ngoại bàng nhiều. Vợ ăn thì cho vợ hết. Ôi trời, bác giống làm sao? Truyền hình trực tiếp luôn à? À ừ đấy, lại truyền hình trực tiếp lại nói cái chậm hết, nó lộ hết trong phim.